Trường Hải Group nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai. Kính chào quý vị, kính chào tất cả các bạn, những người đang theo dõi chương trình Người Đương Thời. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh trong một trung tâm rất là đặc biệt, đó là trung tâm hỗ trợ tư vấn cho những phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm nay trung tâm đang đón một người khách cũng hết sức đặc biệt, đó là ai? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chị Somali Man. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chị cùng các thành viên của trung tâm. Hello. Xin chào chị. Hello, chị có khỏe không ạ? Xin chào, tôi khỏe, rất vui được gặp chị. Chúng tôi đến từ chương trình Người Đương Thời, một chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Tôi là Somali Mam, đến từ tổ chức AFESIP và cũng đến từ quỹ Somali Mam. Somali Mam thành lập tổ chức AFESIP năm 1997 nhằm hành động vì phụ nữ có hoàn cảnh cơ nhỡ tại Campuchia. Sau đó, tổ chức này được triển khai ở Thái Lan, Việt Nam và Lào. Mục tiêu chính của tổ chức là chống lại nạn mua bán trẻ em và phụ nữ làm nô lệ tình dục. Từ năm 1997, hàng ngàn trẻ em và thiếu nữ đã được AFESIP giải cứu từ các nhà thổ. Những nạn nhân sau khi được giải cứu sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động để tái hòa nhập cộng đồng, như trở lại trường học, học nghề và đi làm. Các hoạt động của AFESIP được hỗ trợ bởi các tổ chức như Hội Phụ Nữ, các cơ sở dạy nghề tại địa phương. Tổ chức AFESIP Việt Nam được thành lập từ năm 2001, đã góp phần thiết thực vào việc bảo vệ và chăm sóc các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị buôn bán qua biên giới Campuchia và Trung Quốc. Vâng, thưa các bạn, và chúng ta hãy cùng đi với chị Somali thăm trung tâm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xuống khu nhà ăn của trung tâm này. Trước tiên, tôi nghĩ rằng các bạn có thể chào tất cả các em ở dưới này. Hello everyone. Xin chào tất cả các em. Xin chào. Trước tiên, chúng ta xin thử một chút đồ ăn Việt Nam chứ. Vâng, tôi thích ăn canh chua. Nhưng món này tôi cũng thích. Tôi thích món này. Từ 2 ngày nay tôi ở đây rồi. Và tôi đã trở nên như thế này đây này. Món ăn ngon nhất ở Campuchia là món gì vậy? Đó là món brahok. Nó làm từ cá. Ở Việt Nam các bạn gọi là mắm. Nhưng món tôi thích nhất ở Việt Nam là canh chua và mắm. Mắm? Và phở nữa phải không? Vâng, và phở nữa. Chị cũng nên nếm thử nó, vì nó được các nạn nhân làm ra đấy. Nó không chỉ có vị ngon, mà nó còn được làm ra từ trái tim của họ. Nên nó thật tuyệt. Từ trái tim của họ. Từ cảm xúc của họ. Nhưng tại sao chị lại cảm nhận được điều đó nhỉ? Tôi thì chỉ cảm thấy đây là thức ăn thôi. Chị biết là họ là những nạn nhân. Không ai ghi nhận họ. Họ đã bị bán vào nhà chứa, phải chấp nhận tiếp khách và bị bắt trang điểm. Nhưng ở đây họ thấy hạnh phúc khi được nấu ăn. Khi nấu ăn, họ cần có lòng kiên nhẫn. Họ làm từng cái một bằng cảm xúc của họ, bằng trái tim của họ. Tôi không biết giải thích thế nào cho chị hiểu. Nhưng khi tôi ở trung tâm ở Campuchia cũng như ở đây, mỗi lần tôi cùng ăn với các em là những lúc tôi thấy đồ ăn ngon nhất. Người bình thường làm đồ ăn vì họ vẫn làm như vậy. Họ làm vì họ làm nó hàng ngày. Còn các em làm nó không phải với ý nghĩa như vậy, mà họ muốn học để nấu được những món ăn ngon. Mọi thứ đều xuất phát từ trái tim. Vâng, cảm ơn chị. Chúng ta cùng lên tầng trên chứ. Đây là các bức ảnh chụp các hoạt động của trung tâm. Đây là phòng sinh hoạt. Các bạn có thể thấy những bao cao su. Khi chúng tôi đến thăm khu hành nghề mại dâm để cung cấp cho họ bao cao su, họ có thể đọc, họ có thể liên lạc với chúng tôi. Nếu họ gặp vấn đề gì, họ có thể liên lạc với chúng tôi ở tất cả các nước, như là Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia,
Mỗi nước thì có chữ viết của nước đó. Nếu là người Việt thì có thể đọc tiếng Việt. Ở đây có các địa chỉ, họ có thể gọi cho chúng tôi. Yes, China. Yeah, China you have. Also in Laos, Cambodia. Malaysia, so. France, no. In each country, we have each. Nó dành cho tất cả các nạn nhân. Và tờ rơi này để cho mọi người biết về các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hết sức để có thể giúp được người dân. All the country. So they have address, they can call us. Nếu họ buôn bán trẻ em, họ sẽ bị bỏ tù. Tôi thấy rồi ạ. Nhưng tất cả những thứ này cũng được cung cấp bởi chính phủ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Họ giúp chúng tôi rất nhiều. Đây là phòng để trưng bày các sản phẩm do các em làm ra. Khi các em mới đến đây, họ không thể quyết định sẽ học nghề gì. Nhưng họ có thể cố gắng từng bước một. Đó là một cách làm thuộc về vấn đề tâm lý. Việc đó không chỉ là nói chuyện với họ, mà còn mang lại cho họ sự tự tin. Những thứ đồ nhỏ như ở đây, tất cả sản phẩm ở đây đều được các nạn nhân, các em gái làm ra. May I have a look at the small animal? And they made themselves. Đúng. Chính các em làm ra. Họ nghĩ ra mẫu để làm. Còn đối với chị thì sao? Tôi vụng lắm, tôi không đủ kiên nhẫn. Việc này tôi làm chán lắm. Chị nhìn này, họ đã làm ra những sản phẩm rất đẹp. Không chỉ như vậy, nó còn thể hiện tất cả mọi điều trong tim người nạn nhân. Họ kiên trì gửi gắm vào sản phẩm. Sự kiên nhẫn sẽ cho họ thấy rằng họ có thể làm được. Nó cũng đẹp đấy chứ. Chị Somali này, chị có muốn nói chuyện với một trong số những nạn nhân ngay bây giờ không ạ? Như là chị đã nói chuyện với cô bé đã làm ra những thứ này. Và bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy một tác phẩm đang còn làm dở của một em. Em có thể cho cô biết là đây là em đang theo cái gì vậy? Dạ, con heo cô. Heo? Heo màu hồng hả? À thế à, theo con này có khó không? Thì hết bao nhiêu lâu thì làm xong một con heo? 15-20 phút thôi. Thế thôi hả? Vậy thì một ngày em làm được bao nhiêu con? Khoảng 5 con cô. 5 con à? Em có thích không? Thích. Yeah. Thực sự là tôi không biết phải hỏi điều gì bây giờ. Tôi cũng vậy. Vì khi tôi thấy những em nhỏ, tôi không muốn hỏi vì chúng sẽ nghĩ lại về chuyện đó. Đêm chúng không ngủ được. Chị sẽ làm những cách gì để có thể chữa cho những cô bé như thế này? Chúng tôi không thể quên được chuyện đó. Cả cuộc đời này cũng không thể. Một số nạn nhân họ không thể sống, không thể thoát ra được bởi họ cảm thấy rất tệ hại, thấy đau đớn. Chúng tôi có hai kiểu phản ứng lại. Một là họ ở lại trung tâm và cảm thấy rất tệ. Còn một kiểu là giữ nỗi đau ở trong lòng và giúp đỡ mọi người cho đến hết cuộc đời. Nên tôi muốn nói một điều là những người mẹ, những người trong nhà mà bán con em mình đi, họ không hề biết rằng đứa trẻ sẽ bị tổn thương suốt cả cuộc đời chúng. Tôi cũng giống như vậy thôi, cũng giống em ấy. Tôi cũng có nỗi đau của tôi. Tôi cần phải cho mọi người, cho các cô gái thấy rằng tôi rất mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng đôi khi vào buổi đêm tôi vẫn khóc một mình. Vẫn còn, bạn không thể tránh khỏi điều đó. Dù là bạn sống một cuộc đời bình thường, nếu bạn gặp chuyện gì đó rất tồi tệ, bạn không thể quên được. Mọi việc đã qua trong quá khứ, không thể quên được vì nó quá tệ hại. Mỗi lần bị đánh đập, bị cưỡng đoạt, những chuyện đó chúng tôi không thể quên được, nhưng chúng tôi có thể thu xếp được. Giữ nó trong lòng có thể giúp được cô gái khác, cố gắng hiểu họ. Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy giúp người khác là giúp chính tôi. Khi họ hạnh phúc, điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi giúp họ và điều đó giúp tôi. Như trường hợp của Hoa, cô bé là nạn nhân người Việt Nam khoảng 10-12 tuổi. Cô bé đã bị cưỡng đoạt ở Campuchia, sau đó bị bệnh AIDS. Cô bé đã chết trong trung tâm của chúng tôi. Trước khi chết, cô bé đã viết cho chúng tôi cả một lá thư rất dài. Điều tôi muốn nói là họ cần sự giúp đỡ và tình yêu thật sự, không phải chỉ nói cửa miệng, mà là tình yêu xuất phát từ trái tim.
Khi đã là một người nổi tiếng trên thế giới, Somalimam vẫn không thật sự biết được tên, tuổi thật và cha mẹ của mình là ai. Cái tên Somalimam trong tiếng Campuchia có nghĩa là vòng hoa đeo cổ bị mất trong rừng nguyên sinh, là do những người đã cứu giúp cô đặt cho. Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, năm 14 tuổi, cô đã trở thành nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục do bị người họ hàng bán vào một động mại dâm tại Campuchia. Sau khi được cứu giúp bởi một người đàn ông Thụy Sĩ, Somali đã dành toàn bộ cuộc sống của mình để chống lại nạn buôn bán trẻ em, phụ nữ tại Campuchia và các nước Đông Nam Á. Hàng ngàn mảnh đời bất hạnh đã được tổ chức AFESIP và quỹ Somalimam do chị thành lập và điều hành, cứu giúp thoát khỏi những địa ngục trần gian. Chị vinh dự được nhận rất nhiều giải thưởng lớn trên thế giới. Giải thưởng gần đây nhất là giải thưởng Vì quyền trẻ em thế giới vừa được trao tặng ngày 18 tháng 4 năm 2008. Chị có thể kể cho chúng tôi, những khán giả xem truyền hình của Việt Nam, được biết câu chuyện của chị, của chính chị đã xảy ra như thế nào không? Tôi rất xin lỗi là tôi không thể kể lại câu chuyện của tôi bây giờ vì nó làm tôi đau đớn. Giống như khi chị nghe câu chuyện của Sina, rất đau đớn. Khi chúng tôi là người trong cuộc, là nạn nhân, chúng tôi sẽ càng cảm thấy mình là nạn nhân lần nữa. Ví dụ như tôi, đôi lúc đêm tôi không thể ngủ nổi. Vì khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy còn rất nhiều những nạn nhân khác đang bị đánh đập, bị giết, bị khách hàng cưỡng hiếp. Câu chuyện của họ cũng giống như câu chuyện của tôi. Cảm giác của nạn nhân cũng giống như cảm giác của tôi. Trong đầu tôi, cảm giác như là đã chết, nhưng tôi vẫn còn sống. Và thật là không dễ dàng gì, bởi vì bạn đã bị cưỡng hiếp, bị đánh đập, gặp những chuyện kinh khủng trong cuộc đời, nhưng sau đó bạn vẫn đứng lên và làm việc với các nạn nhân. Thật không dễ dàng. Điều gì đã giúp chị có thể là vượt qua được tất cả những cái sự khủng khiếp đó? Có một cái điều gì đặc khác biệt ở chị không? Đầu tiên, tôi muốn nói cảm ơn với tất cả các nạn nhân vì họ đã dạy tôi cách để sống sót, dạy tôi cười, dạy tôi cách yêu mọi người, cách hiểu những người trên thế giới. Thứ hai là vì sự ủng hộ của mọi người trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, tôi có các đồng đội, họ rất tốt. Đôi lúc tôi có kiên trì để làm công việc này vì cuộc đời tôi đã bị đối xử rất tệ. Nhưng còn những đồng nghiệp của tôi, họ không bị như vậy. Những đồng nghiệp của tôi ở AFESIP, họ không có cuộc đời tồi tệ như tôi, nhưng họ vẫn giúp đỡ các nạn nhân. Họ đã cho tôi tình yêu. Họ càng tin tưởng tôi càng kiên nhẫn hơn. Tôi nên đi, tôi nên làm việc, làm những việc tốt nhất. Tôi không muốn những người tin tưởng tôi buồn. Tôi thường là quan sát thấy có một cái thời điểm khi mà những người nạn nhân này nghĩ rằng và cảm thấy rằng là mình không thể thoát được, không thể chống cự lại được nữa, và họ bắt đầu đầu hàng. Thì chị cũng đã từng trải qua những cái giây phút đó như thế hay chưa? Đôi khi tôi nói chuyện với các nạn nhân khi họ mới tới trung tâm. Họ muốn quay trở lại nhà chứa. Tôi cảm thấy buồn thật sự. Nó giống như là giết chính tôi. Vì tôi cảm thấy tôi không thể giúp họ. Vì đó là một loại tâm lý tự hủy hoại. Họ nghĩ rằng tôi đã bị cưỡng hiếp, bị ở trong nhà chứa. Cuộc đời tôi coi như là kết thúc. Tôi đến đó để kiếm tiền. Cho dù rất nhiều năm, tôi vẫn đi cùng họ. Cho dù họ không thể đến, không thể trốn thoát khỏi nhà chứa, nhưng tôi vẫn cố gắng ở gần với họ. Và tôi biết một ngày nào đó, họ sẽ đến với tổ chức của chúng tôi. Đôi khi chúng ta không thể giúp được thì đó là khi nào? Đó là những lúc tôi nói chuyện với họ mà họ không muốn trốn khỏi đó. Tôi đưa ra một ví dụ rất cụ thể, như là với Sina. Hồi đó chúng tôi có một cô gái 14 tuổi. Chúng tôi cố gắng giữ cô bé ở ngoài, nhưng cô bé không muốn. Cô bé chỉ ở một tuần với tôi, rồi lại trở lại đó. Rồi lại đến một tuần, rồi lại quay lại đó. Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi không ngủ được. Tôi tìm mọi cách để giúp, nhưng cô bé vẫn ở cùng gia đình. Mẹ của cô bé muốn bán cô bé, nên nó làm cho cô bé có tâm lý không tốt. Những lần tôi gặp họ, họ không muốn trốn đi. Đó đúng là một vấn đề lớn. Theo chị, nguyên nhân là tại điều gì? Đó là vấn đề tâm lý. Các cô gái là nạn nhân. Họ đã bị cưỡng hiếp, bị hủy hoại. Khi mà bạn nói, họ sẽ không hiểu bạn, nên họ sẽ ở lại nhà chứa. Sina, cô ấy là một ví dụ điển hình. Để giúp cô bé, tôi đã mất 4 hay 5 năm gì đó. Cô ấy đến trung tâm rồi lại muốn quay lại. Thật kỳ lạ là đối với cô bé, tôi thực sự muốn cô ấy đến trung tâm, ở với chúng tôi. Nhưng thật không dễ gì. Bạn phải kiên nhẫn, ở cùng với cô ấy, hiểu cô ấy. Khi cô bé cảm thấy muốn quay trở lại, bạn phải ở gần cô bé. Không dễ dàng gì để giữ chân nạn nhân ở lại một trung tâm, để biến một nô lệ tình dục trở thành người bình thường. Đó không phải là nỗi của họ, đó là do xã hội. Nhưng nhiều người trong số họ thì vẫn nghĩ rằng đó chính là lỗi của họ.
Họ nghĩ như vậy vì xã hội nói đó là lỗi của họ. Xã hội không bao giờ đặt câu hỏi tại sao cô ấy còn ở trong nhà chứa. Và cũng vì họ thiếu sự ủng hộ từ gia đình. Gia đình không giúp đỡ họ, không nuôi họ, nên họ cảm thấy rất buồn. Họ không muốn rời khỏi nhà chứa vì nếu họ đi, người ta không ủng hộ họ. Vì vậy, chúng tôi cho họ thấy rằng chúng tôi thực sự muốn giúp họ, thực sự là vì họ. Tôi nghĩ rằng làm mọi việc bằng chính trái tim mình, để trái tim nói với trái tim, đôi khi chúng tôi không cần nói chuyện. Nhưng tôi chỉ cần nắm lấy tay họ, nhìn họ, chúng tôi có thể hiểu nhau. Tôi đau đớn và kinh tởm những tên ác độc kia vô cùng. Đêm đó, tôi đã cố trầm mình xuống dòng Mekong, ở đoạn bờ sông dốc đứng. Tôi đã chìm hẳn. Nhưng tôi không thể không bơi trồi lên, dường như bản thân tôi không cho phép mình chết. Tôi bước vào phòng vệ sinh nhơ nhuốc. Thời đó, những chốn thế này rất bẩn thỉu, và trong màn đêm trông nó lại càng nhỏ hẹp, đến nỗi tưởng chừng đó là chiếc quan tài dành cho mình. Bọn chúng nhốt tôi dưới hầm, nơi chúng thả các loại động vật như rắn và bò cạp để đe dọa tôi. Đó là một phòng nhỏ, hoàn toàn tối đen, với mùi hôi thối nồng nặc của rác đến từ cống xộc lên. Bọn chúng trói tôi lại và trước khi bỏ đi còn ném vào người tôi vài con rắn. Tôi viết cuốn sách Con đường đánh mất sự ngây thơ bởi vì biết rằng sẽ có một ngày mình bị sát hại và tôi không muốn ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Khi ngày mới bắt đầu, khi cánh cò bay ra từ miền cổ tích, khi tình yêu gọi trái tim mình, khi ước mơ biến thành hiện thực, Taco Kinh Long mang lại sự hoàn hảo trong cuộc sống, tiện nghi và sang trọng. Taco Kinh Long cùng bạn thưởng thức vẻ đẹp của quê hương đất nước, trang nhã và thanh lịch, thân thiện với môi trường. Taco Kinh Long, sản phẩm xe khách cao cấp của Trường Hải Group. Ở đây thì còn có một người ngồi với tất cả chúng ta, đó là một bạn thành viên của tổ chức Athesis. Vâng, và bạn vừa trở về Việt Nam từ Campuchia. Em sang Campuchia đã bao lâu rồi? Hồi em 13 tuổi. Vì sao em lại sang Campuchia? Tại người ta rủ em đi, nói là đưa em đi chơi, ta đem em bán. Lúc đấy em có biết gì không? Dạ không, em đi học lớp 3. Lớp 3? Dạ, em học bên học ở dưới ngoài Bà Nội. Dạ. Lúc đó bố mẹ em có biết không? Dạ, bố mẹ cũng không. Khi mà sang bị lưu lạc thì em đã gặp ngay phải những cái cảnh gì mà em thấy là đáng sợ nhất? 13 tuổi, em còn tí lắm, còn nhỏ lắm, mà khát nó biết, nó lớn, nó tao, con, toàn là người nước ngoài. Chị nghĩ đây là sao? Đau không? Nhức không? Rất là đau, rất là nhức. Mà tính sao bây giờ, cái chuyện đó bạn vậy? Dù em đau dở nào, cũng ta không có tội nghiệp mình đâu. Tại người ta mua mình. Em về nhà liền, đi ngủ với khách xong đi một tầng. Ngủ trên phòng nó không đi đâu đâu được hết trơn á. Em về nhà tới nhà bán liền, ta chở đi bán liền á, không được một tiếng đồng hồ có khách em đi nữa. Thì mình đang đau nghe, xin ta nghỉ một ngày cũng ta không cho, người ta cho thuốc u hai viên đi nữa, đi khách nữa, mà đi đàn tân tân chở gì chứ đi, mình không có viện đi đâu mình ơn hết trơn á, không có viện. Dạ. Thì sao hôm nay em lại quyết định là sẽ thể hiện câu chuyện này với khán giả? Dạ. Mà em không ngại cho mọi người biết luôn. Không, em không ngại. Tại vì cuộc đời này em không muốn cho bạn bè mà đi nữa. Nó quá thì xấu rồi, nó quá thì đen rồi. Vâng. Em có biết câu chuyện của chị Somali không? Dạ, biết. Chị Somali rất là tốt với em. Thì em nghĩ là em có một cuộc đời rất là bi đát. Nhưng mà có lẽ là câu chuyện của chị không kém phần, không có khi là còn bi đát hơn. Em nghĩ là cay đắng nha. Một câu chuyện cũng một cay đắng. Chị ơi, cái gì xảy ra cho mình đó là cay đắng hết. Cây đắng hết. Tại vì nó ở trong mình không có đâu. Dù mình giàu thứ sao cũng ở trong mình đó. Những cái em nằm mơ á, thức dậy nằm mơ cái tại em không có đoán nữa. Thức dậy em quá gì run, quá gì sợ. Đêm đó là em ngủ được rồi.
ta thấy có rất nhiều nạn nhân trên khắp thế giới này và cũng đã có nhiều người thoát khỏi tệ nạn buôn bán phụ nữ, nhưng chỉ có một chị Somali. Theo chị thì tại sao? Có rất nhiều người như tôi rồi. Có lẽ họ không có cơ hội để phát triển như tôi bây giờ. Tôi cố gắng tạo dựng quỹ Somali Mom là để cho các nạn nhân cất lên tiếng nói của họ. Hiện giờ chúng tôi có thể đưa các nạn nhân ở Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, trên khắp thế giới đến cùng với nhau. Tôi nghĩ có rất nhiều người như Somali trên thế giới, chứ không phải một người. Tại sao chị lại phải làm công việc mang tính toàn cầu này? Tôi phải làm công việc này vì đó là cuộc đời tôi. Tôi phải làm vì tôi biết nỗi đau này. Tôi phải làm vì việc bỏ mặc những người như chúng tôi là vô cùng đau khổ. Nên điều mà chúng tôi muốn là chặn đứng nạn buôn bán người, chặn đứng việc sử dụng thân thể của người phụ nữ và trẻ em gái. Chúng tôi không muốn trở thành những nạn nhân. Chúng tôi không muốn quan hệ với người đàn ông chúng tôi không yêu. Chúng tôi không muốn ở trong nhà chứa và bị đánh đập hàng ngày. Ai muốn điều đó chứ? Không ai muốn cả. Chị có thể kể chúng tôi biết là chị đã xây dựng những cái trung tâm đầu tiên của tổ chức Anthesis như thế nào không? Khi chúng tôi ở khu người Việt Nam ở Campuchia, tôi đã thấy một cô gái Việt. Lúc đó cô bé 14 tuổi, cô ấy phải tiếp khách người Nhật Bản, máu chảy khắp người, và cô ấy còn bị đánh. Cô ấy đến nói chuyện với tôi, nhưng nói bằng tiếng Việt nên tôi không hiểu. Cô bé đã khóc, và tôi cảm thấy rất tệ. Hình ảnh gương mặt cô ấy vẫn còn trong trái tim tôi. Lúc đó tôi đã nói chuyện với chồng tôi, nói rất nhiều, làm sao tôi có thể giúp cô bé được. Làm sao? Tôi không thể để cô bé chết ở đó được. Cô ấy không phải đang sống trên đất nước của cô ấy. Cô ấy nói tiếng Việt Nam. Sau đó, chồng cũ của tôi đã giúp tôi tìm những người có thể giúp tôi xây dựng trung tâm. Câu chuyện bắt nguồn từ các cô bé người Khmer và cô bé này, chúng tôi đã có Afisip. Giờ thì tôi thấy rất vui vì chúng tôi đã có Afisip Việt Nam. Họ làm việc rất siêng năng. Tôi cũng rất vui vì chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi cùng nhau xây dựng. Vấn đề là không phải chỉ cần vai trò của tổ chức hay là chính phủ, mà chúng ta cần hợp tác với nhau. Chúng ta cần phải giúp họ. Tôi muốn gửi lời chào đến tất cả những cô gái Việt Nam đã được hồi hương. Và tôi muốn nói là tôi nhớ các em, tôi yêu các em và muốn gặp lại các em. Trong quá trình mà chị đã vận động để có được sự giúp đỡ của rất là nhiều tổ chức thì chị cho rằng là làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn? Việc gây quỹ tài trợ là khá khó khăn. Bạn phải chỉ cho mọi người thấy rõ là bạn thực sự giúp đỡ cho các nạn nhân. Lần đầu tiên xin tài trợ ở Việt Nam hay Campuchia đều gặp khó khăn lớn giống nhau, lúc được, lúc không. Vì vậy, các nhân viên ở Việt Nam, Campuchia, Lào đôi khi làm việc mà không có tiền lương. Nhưng bây giờ chúng tôi đã khá hơn trước nhiều. Chúng tôi đã được tài trợ từ Tây Ban Nha, đặc biệt là từ Nữ hoàng Tây Ban Nha. Hiện nay ở Việt Nam đã thành công trong việc gây quỹ tài trợ. Họ đã có thể tự lập. Afesip ngày càng trở nên tốt hơn vì chúng tôi chứng minh được là chúng tôi làm việc vì các nạn nhân. Chúng tôi muốn giúp các nạn nhân. Tôi muốn giúp tất cả các chính phủ ở mỗi nước hiểu rằng chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ. Tôi không phân biệt màu da. Chủ trương của tôi là vì phụ nữ. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ cho chị Somali và các bạn được thấy một cái điều hết sức là bất ngờ. Chúng ta sẽ lên phòng ngủ của các bạn gái ở trong trung tâm này. Chị Somali chắc là chưa từng được biết cái chỗ này. Mà xin mời chị. Chị đã lên căn phòng này chưa? Đây là phòng ở của các em. Và chị đã lên trên gác chưa? Chị đã đến đây nhiều lần rồi, nhưng tôi đoán là chị chưa bao giờ đọc những dòng chữ viết trên bức tường này. Chị có muốn biết về nội dung của nó không? Nội dung của những cái từ ngữ trên tường này. Có chứ. Thế chị muốn đọc? Chị muốn tôi đọc những lời buồn bã hay là những lời cổ vũ động viên? Tôi muốn biết tất cả ý nghĩa của chúng. Muốn biết các em nói gì. Bởi vì nếu các em viết như vậy là viết từ chính trái tim của họ. Nên hãy nói cho tôi biết được không? Tôi tin là khi yêu người thì sẽ được người yêu lại. That you can do everything with love. Yeah. But also there are some very very sad people are. Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy có nhiều câu rất buồn. Ví dụ như câu này. Người ta buồn thì có người quan tâm chia sẻ.
Tôi buồn, biết chia sẻ với ai bây giờ. Chị nghĩ sao về câu nói này? Tôi nghĩ rằng cô gái này chưa có can đảm để nói ra. Có thể cô gái này đã biết ra câu này khi cô ấy mới đến đây chăng? Nhưng có những điều bạn không thể chia sẻ với người khác, chỉ có thể giữ ở trong lòng. Có những chuyện xảy ra với chúng ta, ngay cả với tôi hiện giờ, tôi không thể kể với mọi người tất cả câu chuyện của tôi. Tôi có những điều bí mật của riêng mình, không chia sẻ với ai được. Tôi có thể hiểu cô ấy nghĩ gì. Vì sao thế? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy, đã cướp đi người mà tôi yêu? Tôi mơ có một cuộc sống hạnh phúc bên người ấy. Các cô gái có thể nói với nhân viên ở đây, nhưng tôi nghĩ những lời này viết ra để giúp các cô gái thoát khỏi chuyện đó. Trái tim của chúng ta có 4 ngăn. Có một phần chúng ta có thể nói ra với tất cả mọi người. Còn một phần là những điều chúng ta có thể nói với những người bạn tốt nhất. Nhưng có một phần nhỏ trong trái tim của chúng ta rất tối. Chúng ta không thể nói ra. Giống như cô gái, chỉ có thể viết ra thôi. Chị Somali thì vừa nói về trái tim ở đây, chúng ta cũng thấy có một vẽ một trái tim. It's hard. Sao đời tôi chuyện buồn nhiều thế? Sao chuyện buồn cứ mãi đến với tôi? Nước mắt đau mà cứ rơi hoài. Nỗi buồn. Vâng, tôi không đọc được hết, nhưng mà cũng các bạn khi mà nhìn thấy cái câu thơ này thì cũng có thể hiểu được tâm trạng của một bạn gái đã viết ra câu này. Vì các cô gái là nạn nhân nên trái tim đều bị tổn thương. Cô gái muốn hy sinh bản thân cho gia đình nên cuộc sống trở nên nặng nề và buồn. Khi bạn là một nạn nhân, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại với họ. Khi mà chị đọc được những cái dòng chữ có thể nói là từ trong trái tim của các bạn ấy, thì chị muốn nói gì với các bạn ấy không? Tôi muốn nói với tất cả các cô gái trên khắp thế giới, tất cả những nỗi đau này là do họ nhớ người yêu của họ, hay là họ không có tình yêu. Có một cô gái nói rằng nếu cô ấy có tình yêu, cô ấy sẽ chia sẻ với mọi người. Vì vậy, tôi muốn nói với toàn thế giới là đầu tiên các bạn là nạn nhân. Các bạn phải mở rộng trái tim, mở rộng tấm lòng của bạn trước. Nếu các bạn đóng cửa trái tim, các bạn sẽ không thể nhận được tình yêu. Tình yêu rất quan trọng. Tình yêu chính là chìa khóa để làm tất cả mọi việc. Vì thế hãy mở rộng con tim trước, rồi tình yêu sẽ đến với bạn. Nếu bạn đóng trái tim lại, sẽ không có tình yêu. Chính câu chuyện của chị Somali thì đã là một cái minh chứng thuyết phục nhất cho những điều mà chị vừa nói với các bạn. Và ở đây thì tôi đang cố gắng tìm thấy trên bức tường này một dòng chữ nào có thể nói là cũng với có nội dung tương tự như là những điều mà chị Somali nói. Và tôi cũng đã tìm thấy một câu: chỉ có thay đổi bản thân thì thế giới mới thay đổi theo bạn, và cần phải tin rằng mình sẽ thay đổi, tin tưởng rằng mình có thể thay đổi được bản thân mình. Cô ấy nói đúng, mọi chuyện đều do chính bản thân mình. Nếu cô ấy có thể thay đổi bản thân thì có thể thay đổi những người ở cạnh cô ấy và thay đổi mọi người. Bây giờ thì câu chuyện về tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em thì vẫn còn rất là nặng nề, và càng ngày vẫn còn có nhiều những cái kẻ tội phạm đang gây ra tội ác, cũng như có nhiều những nạn nhân đang xa bẫy, đúng không ạ? Cái kế hoạch sắp tới của Atheship thì các chị muốn mở rộng đến hoạt động của mình như thế nào để ngăn chặn được tình trạng này? Atheship chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này một mình, không thể. Chúng tôi phải hợp tác với mọi người, với những tổ chức quốc tế và trong nước, nên hợp tác với những chính trị gia, bởi vì là một tổ chức, chúng tôi không có quyền lực. Nhưng chính trị gia thì có quyền lực, nên tôi nghĩ để ngăn chặn tệ nạn buôn bán người, các nhà chính trị phải ngồi lại với nhau và cố gắng bàn bạc, liên kết giống như Việt Nam và Campuchia hiện giờ đã liên kết với nhau. Nếu bạn hợp tác với nhau, sẽ tạo nên một lực mạnh mẽ có thể ngăn chặn chuyện này. Nếu chỉ trên mặt ngoại giao mà không có cam kết mạnh mẽ, sẽ không thể ngăn chặn chuyện này. Các bạn có nghĩ chị ấy thực sự là một ngôi sao không ạ? Tôi không phải là ngôi sao, tôi là Somali, tôi vẫn là tôi thôi. 20 năm hay 50 năm nữa thì tôi vẫn như thế này thôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi ở đây ngày hôm nay vì tất cả các nạn nhân, tất cả nhân viên ở Campuchia, tất cả mọi người đang ủng hộ tôi. Tôi không phải anh hùng. Atheship ngày nay thành công ở Việt Nam là do công của đội ngũ nhân viên, của mọi người. Tôi một mình không thể làm được. Tất cả chúng tôi đều như vậy. Cả chị cũng vậy. Ngay lúc này, đang ủng hộ cho Atheship. Các bạn, chúng ta vừa trò chuyện với chị Somali Man, chúng ta đã biết là một cô bé mồ côi và bị bán đi từ năm 12 tuổi và đã trải qua rất là nhiều những thăng trầm của cuộc đời và đã viết một cuốn sách có tên là Con đường đánh mất sự trong trắng, rất là nổi tiếng trên thế giới. Chị đã thành lập được rất là nhiều trung tâm của tổ chức Atheship để giúp đỡ cho nhiều trẻ em, 5.000 trường hợp
nạn nhân của tội buôn bán phụ nữ. Và tôi nghĩ rằng là với sự giúp đỡ của tất cả mọi người thì chị đã làm được rất là nhiều điều cho những nạn nhân. Và ngày hôm nay thì chương trình Người Đương Thời xin tặng chị một kỷ niệm trương. Xin cảm ơn chị vì những sự kiên trì và sự dũng cảm trong cuộc đấu tranh để làm giảm bớt những tội ác đối với phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới.